chừng một chụp chùm một bình chỉ bồn của sò đập ra thù đấy cứ tha chỉ ca lo sầm khăn mềm tên này mình ai rốt ở vậy đã sầm khăn chừng đi bàn tê còn bị bru tha prapot sasna này dưỡng ông ban sầm đầy nơi bà thù cha ơn chùm nói cha ơn sự cái đầy na tai nhận nhôm bột bò sát này ban chùm này pê về li đồng miên đồng lấy ban một đắp là thô đó cứ tha chia bị dọc muối xâm rạp dường dốc tới prop tỉnh ban để cho nên đồng bây cùng ai phê về lìa ông mình lại tới nhóm cân nạp mạp hiệp nâng lược dọc nơi bà sốt mùi thật lấy đây là bà sốt nó chung mô thạc khách thoa sốt nực nông bà trai bị đọt lấy xam xâm nhật nhóm bật bò sát ai tới sạc xa bán hay tùm phô ấy nó còn nhật nhóm chơi tới sạc xa tới bà gọi trả lên tờ nè để thay phát xa mà xa mpôn bà ông trông xâm đầy nơi khôn nông bật sốt nâng cứ thay sạc cả tê bà mân tiệ nâng bà phát xa mà xa mpôn bà ông trông cung nơi khôn nông hoạt chê tập bôn nè hoạt chê tập bôn nâng thì nó tế bộ mình chạy nâng bàn cho một bàn một cho các phần cùng bà đồng miền bộ phía hỏi các bàn cặp tù xu nơi bộ kia thà bà đồng miền bộ phía thà là căng khát phá sọ kháng xê tệ căng khát phá là sao chạy tệ kệ xã xã ê cả thò mẹ xã vẹn tháng rô chê xê là cô tâm mà tệ nâng đòi miền sẽ đây thà bộ cố xâm lập ở vấy tơ đây chỉ sọc xâm lập ở vấy tơ mình sọc xài bộ bất bạc cổ đồng rồi ông miên qua bà hạ rà tây xâm lập thô ở vấy đây chỉ thô ai nè nâng cư tê của mình tiến nâng bàn chô sự cả tê của đấy nhớ bàn chô mở tụ xua những bộ bạc đồng miên bập hiện chân hay đó bạc đồng miên bập hiện bà ông trông cháu nơi bạc kia tha tọp tử vĩnh ông xâm tay tha cao thang khát phá sọc hàng sệ tệ nè cao thang khát phá là sệ tệ cao thang khát phá là sao chả tệ cao thẻ sắc vị sụ mu là sắc mẹ thù là sắc vi sự vẹo vẹo thang ở đây giá và sang sanh tệ nàng tăng hệ khát phá là sao chả tệ tệ nè bây giờ mình phía của ông xong đây được kiệt hài chứng của ông lời tha bục cố đây xâm lập nơi sẽ đầy kraut bán từ đây chỉ sọc nè sầm lấp nơi sẽ cái đây cào bán tớp mình sọc sài mình yêu viết sự việc prehariya là người prehariya sọc sài nơi bộ cô đây sầm lấp nơi sẽ cái đây cào để miến rực cô chỉ bự nè hàng trong nó miến luôn đập ảnh rồi tha bộ cô đây sầm lấp sẽ cái đây cào nộp bán tớp mình sọc sài là đấy cứ chỉ chậm nói khô để phải đồng viên bậc hiền bọn tông lược là được nông bậc sầu nắng lau chậm môi nắng tiêu của mình tiện nắng đại ban một tu suốt chậm cua phải đồng viên bậc hiền chẳng dừng lược dọc sẽ cái đây một đồng bày ban chỉ thô chậm nói sầm khăn sầm ram phật tịnh bạc nhận nhớ nhận nhớ trong ban sọc ở thế trong ban sọc thế mình chẳng dừng cua thôi dừng mấy đấy nhận nhớ nè prasama samput của ông trong lược mặc hai tháng cao thang khất phá sọc hàng sệ tệ nè đấy sầm lấp nữ sẽ đây cao ban từ đây chỉ sọc chẳng dương cô đấng phở bịa tha sầm lấp sẽ đây cao đi nè sọc hàng sệ tệ nó cứ ban đòn cao để nữ chỉ sọc trong để tha dương mình miền nữ sẽ đây cao cầm chặt bong nữ sẽ đây cao ban nè đấy chẳng dừng đôi chiếc khăn nâng côn khăn nâng phục bôn khăn nâng nẹ na khăn nâng nẹ nây ếp xem chẳng ó hô nâng ấy mình sọc tê vần tay bật sân na chỉ dưỡng nè ban cầm chặt bọn nữ sẽ cái đây crowd đại dương kinh hà crowd nụ ấy cứ chia mình tử crowd nụ ấy bị nóm ở xài mòn chẳng tứ thì ta phơi dưỡng ban sọc nhìn nhớ phơi dưỡng ban sọc hãy có mình sọc xài nè đôi bè sa ma sam put arayao nó cứ sầm tai từ lớp bè sa ma sam put chia ray bồ câu chia đá nó bỏng trong miền ca qua bờ tây nó ca cầm chặt bong nơi sực đấy cào nè bỏng nè và ha bong nơi sực đấy cào nè chẳng dừng từng ngọc nia nó có bay dọc thô nó nè
មកគោរពប្រតិបត្តិអនុវត្តសិក្សាទៅព្រះខឹងជាមួយកូនខឹងជាមួយអ្នកណាណ៎ណីអីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវដឹងថាសេចក្តីក្រោធនេះឯងគឺជាគ្រឿងសៅហ្មងណាសេចក្តីក្រោធនេះឯងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិច្រើនណាស់នឹងដល់យើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមណានឹងចឹងតើយើងដឹងធម៌នឹងដែរណាបើអត់ដឹងទេនឹងអត់បានទេញាតិញោម នឹងការខឹងក្រោតមកដល់នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងល្ងងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានដឹងអ្វីដែលជាសភាពពិតទេនឹងធ្វើឲ្យយើងអន្តរាយញាតិញោមព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលគួរឲ្យសង្វេគចៅនឹងតាប្រាប់ថាចៅកុំទាស់ទាលេងតែទុំថ្មីថ្មីញាតិញោមអត់មានការកំចាត់បងនៅអាការខឹងក្រោតគ្រាន់តែខឹងជាមួយតាមបន្តិចទាញដំបងមកវាយតាស្លាប់ទៅឃើញទេអានឹងវាសៅហ្មងចឹងបង ហើយដូចជាក្នុងរឿងមួយទៀតដែរញាតិញោមនឹងសៀរជ្ជៈណាស់ណាស់ភៀសវិរជ្ជៈព្រៀងណាស់ណាស់គឺថាគាត់នឹងមាននៅការយល់ខុសបងມັນមានការជ្រះថ្លាអីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេហើយដល់មានប្រពន្ធនឹងឯងគឺជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធពធម៌ប្រសងហើយធ្វើអីក៏ដែរញាតិញោម តែតែពោលថាអ្នកមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសំបីតកហេមសំបីតភ្នាក់អីហ្នឹងនឹកឃើញរលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់ពេលព្រាមនឹងណាគាត់ច្រាស់ថ្លាទៅជាមួយពពួកព្រាមហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើនៅអាហារអីហ្នឹងទទួលពួកព្រាម 500 នាក់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងណា ថានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងរៀបចំនៅអាហារហ្នឹងដើម្បីទទួលពួកព្រាមទាំង500 នាក់ហ្នឹងឯងមកផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងក៏បីរៀបចង្ហាន់រៀបអីរៀបអាហារហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយកំពូលកំពូលថានឹករលឹកដល់សាមណៈតងោលអីចឹងតែញាតិញោមគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅព្រឹកស្អែកឡើង នឹងឲ្យនាងនឹងរៀបចំតែនាងនឹងគឺថាតែតែជ្រះថ្លាមានប្រកណីអញ្ចឹងញាតិញោមទោះបីជាដំណាមមកបខំមិនខ្មិចក៏មិនដឹងថាធ្វើមិនខ្មិចព្រោះជ្រះថ្លានៅក្នុងរតនត្រ័យដល់តែរៀបចំទៅគឺថាមានការភ្ញាក់នៅក្នុងការដែលនាងរៀបចំចង្ហាននឹងរៀបចំនៅផាត់នឹងដល់ពួកព្រាមនឹងភ្ញាក់ទៅក៏សូត្រថាអ្នកមោតស្សៈភគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈហើយព្រាមនឹងខឹងមែនតើញាតិញោមខឹងមែនតើ ខឹងនឹងប្រពន្ធនឹងហើយពួកព្រាមដែលមកទទួលទាំង500នាក់នឹងក៏ខឹងដែរអ្នកខ្លះមិនតាន់បានទទួលនៅអាហារផងអ្នកខ្លះក៏បាននឹងបរិភោគអាហារហើយអញ្ចឹងក៏លឺនាងនឹងពោលសរសើរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំគ្នាខឹងញាតិញោមខឹងមែនតើស្រែកជេរនឹងបចោលនាងនឹងហើយក៏នាំគ្នាចេញទៅ និយាយពីព្រាមនឹងប្រខឹងនឹងប្រពន្ធប្រឹងទាញប្រខ័ណ្ឌយកមកកាប់ហ្នឹងណានឹងប៉ុន្តែដោយនឹកឃើញថាប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាមិនតាន់បានដាច់ចិត្តទេអញ្ចឹងថាឯងម៉ាទៅពូលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចំអន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាគ្រូរបស់នាងឯងឃើញទេនឹងទៅនឹងទៅទាំងខឹងញាតិញោមសូវអត់ទាំងខ្វែងគុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងទៅសួរព្រះអង្គថា តើបុគ្គលសម្លាប់អ្វីទើបបានដេកជាសុខសម្លាប់អ្វីទើបមិនសោកមិនសោយសោកណានឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាកោតខាងកាត់ផ្សាសុខខាងសេតេណែបុគ្គលដែលសម្លាប់នៅសេចក្តីក្រោតបានទើបមិនទើបដេកសោកស្រួលបុគ្គលដែលសម្លាប់សេចក្តីក្រោតបានទើបមិនសោកសៅនឹងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រាមនឹង ធ្វើព្រាមនឹងជ្រះថ្លាឡើងវិញទៅញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌ទៅបានបួសអានេះយើងនឹកឃើញចំណុចធម៌ហ្នឹងក៏យើងក៏បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅក្នុងប្រសូតនេះដើម្បីយើងលើកយកមកពិចារណាទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលខឹងក្រោតទៅវាអត់ចម្រើនទេវាអស់នៅបន់អស់នៅកុសលថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាបទៅទៀតឃើញទេចិត្តខឹងក្រោតនៅក្នុងសម្ដានចិត្តហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងប្រសូតនេះលោកលើកមកថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយជាមួយសកតេវរិយនឹងដែលយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាបុគ្គលដែលមិនខឹងក្រោតបុគ្គលដែលមានការសោកស្រួលប្រកបដោយមេត្តាចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើមិនល្អហើយណាបើគឺថាធ្វើឲ្យយើងដេកស្រួលមកលក់ស្រួលនឹងបើមិនចឹងទៅញាតិញោមសំបីតែ
kê nâng cơ dô sọc chú lô khá nê đại mẹ nê nhớ mẹ nê bó nè nè khlan chẳng đêch mà mơ chú lô khá nê mong bó ọt sọc nâng nông tùm nê nâng tê bần tay nè bộ cô đại gồm chặt bóng nâng sẽ kê khăn kào nâng tê bó thuở ấy ban sọc mong nâng rà biêng bó đây rà biêng bộ côn rà biêng côn rà biêng chào tăng ọ nê chẳng bàn bà sà mà xàm bốt bó ọng trông lược mà hai thà bà hà rây bộ cô tay tay sợ sao nâ chùm cuốc bộ cô đại miền ca cầm chặt bóng nơi sẽ đầy khăn cao nè đại vì miền rực cô vì miền cô với chị bức là ngày hay miền trong đọc ám đại thà bè hà rìa bố lô bà hà bóng bóng bà hà bóng chào nơi sẽ đầy cao nâng hỡi nâng ba nơi sẽ đầy mình sao sao rút tay cầm chặt bóng nơi sẽ đầy khăn cao nà xôm ạ nà mô tình đi.